Đó giờ chú có thấy cái màu nước này chưa? Là Mới chỉ thấy á. có năm nay mới thấy hả? Nghe nói ngoài kia có cái bàn tay Phật. Có. Mà cái đó là tự nhiên hay là Tự nhiên chứ. năm con coi hình Năm là năm năm cái ngón nè. luôn. Nó ở cái góc ngoài á, nếu cái tảng đá chia thành năm ngón thì làm xuôi xuôi vậy. Ủa sao con thấy cái nước dưới mé sông đó nó màu đỏ kỳ con? Nước chung dừa gì đâu nó xả ra ba cái nước như ấy nó muối đồ nó lên xuống. Bà. Có một thằng chống nhang ta lại được con cầu mà bám cho mà ăn được á. Bây giờ thấy bả luôn. Thấy bả luôn hả? Ừ, bả đứng chở. Bả đứng chổng. Đứng chổng á rồi. Người ta ở đây nè, người ta đi chổng á, người ta lại bả đồ này kia đó. Dạ. Cái mặn ăn đồ đó. Là được lắm ha. Được lắm. Chưa đầy 500 thước lại sập nữa cô chú. Chưa đầy 200 thước chứ. Ở đây sập nặng hơn nè. Cái này sập hồi nào chú? Sập cả tầng á. Cái chỗ này con thấy là nguy hiểm nè, không có gì chân nè. Cái chỗ này là bỗng toát luôn rồi nè. Tôi hiểu, tôi biết lâu nó bọng luôn á, mà nó không sập. Hôm nay là không có thấy gì chân mà sập. Sình nó chào lú đất lên luôn. À là sập cái này là đất sình ở dưới chân nó chào ra ngoài kia luôn. Cái tôi không có một mưa gặp mưa nào nha. À, bây giờ mịt mù. Rồi thấy luôn trời. Nó bỏ nó lên mịt mù nó quọn lên như mây mình vậy luôn nè, nó quọn mù mù vậy nè. Trời ơi. Dạ, Út Long miền Tây xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Trở lại với video tiếp theo trên kênh của Út. Dạ hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2024. Út Long có trở lại Cà Mau là tỉnh tận cùng của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, nơi tận cùng Tổ quốc. Thì mấy ngày hôm nay thì theo như cô chú anh chị cũng có xem thông tin là hạn hán kéo dài ở miền Tây, đặc biệt là ở Kiên Giang, Cà Mau và Long An, Tiền Giang. Thì ở Cà Mau và Kiên Giang thì như cô chú anh chị cũng biết là diễn ra tình trạng sạt lở và sập lúng rất là nhiều, nhiều căn nhà là đi hoàn toàn sập xuống dòng sông. Và ở Cà Mau hiện tại thì rất là khô hạn cô chú. Nhiều dòng sông ở Cà Mau bây giờ không còn giọt nước nào luôn, đất nước nẻ hết. Và Út Long có nhận được một cái thông tin, đó là ở Cà Mau, ở Hòn Đá Bạc, hiện tại Út Long đang đứng ở Hòn Đá Bạc của chú, thì có xuất hiện là nước biển màu đỏ. Và không biết nguyên nhân gì sao là nước xuất hiện một cái hiện tượng nói chung là rất là kỳ lạ. Và có xuất hiện một cái bàn tay Phật của chú ở Hòn Đá Bạc. Thì sau đây thì xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Út Long trong video ngày hôm nay. Nước biển phải màu xanh, nhưng mà không hiểu sao thì nước ở đây lại có màu rất là lạ cô chú. Đây là những con tàu mà bị mục, người ta bỏ ở đây luôn nè. Quá nắng. Đó giờ chú có thấy cái màu nước này chưa? Chưa. Là chỉ có năm nay mới thấy hả? Cái này chú biết nguyên nhân tại sao không? Đó, con không biết. Không biết hả? Thấy lạ hả? Cái này là mình đi cào hay gì? Đi te. Ghe. Đẩy cắt cơm á. À đi te. À cái này cái dàn đẩy ha. Dạ. Rồi gắn mấy trái nổi ha. Phao nổi. Hèn chi giờ này chắc chưa con nói ủa sao ngộ. Cô chú gì mà chưa đi vô nữa không thấy ai. Mấy bữa chúng đồng bữa này hơi thưa.
Lúc này nắng quá, con thấy nước biển như giật hơi nhiều. Gồng, gồng sông sâu quá. Cái màu nước nhìn cũng hơi lạ, cũng đẹp nè. Màu đỏ đỏ. Cái này nước mặn mà sao màu đỏ đỏ? Cái này là nó đi thẳng ra biển mà chú, đúng không? Đúng rồi. Mà ở ngoài biển là nó xanh hay đỏ? Xanh. Mà trong này nó hơi đỏ ha. Và trước giờ chưa có gặp cái màu này, nước này luôn. Quá nắng hay chú? Vậy vậy cô chú mình đi ghe vậy rồi sao chịu nổi? Ủa, nói thiệt luôn á. Ra ngoài có gió ha. Con cảm thấy thời tiết ở đây nó rất là hầm luôn. Ở đây mình có bị tình trạng thiếu nước ngọt không chú? Cái gì? Ở đây có bị thiếu nước ngọt xài không? Ở đây không biết. Đi ghe cũng không biết ha. Ở trong, dạ. Trong. Chứ ở Long An là giờ người dân phải xếp hàng để lấy nước mà người ta cứu trợ á. Dạ. Xe bồn. Hôm giờ 5-6 ngày liền rồi cô chú. Nè mình vệ sinh ha. Cho nó sạch quá trời lâu lâu. Đây là cái dàn lưới nè, dàn lưới để cá nè. Xịt. Chú khơi phái lên là màu nước nó càng ngày càng đỏ, giống như lên phèn nha. Ừ. Ra chưa người ta xài. Dạ, yeah, nó ra ha. Mua một bao luôn. Quá trời nhiều, vì sáng giờ bắt được quá trời dòm luôn á. Ủa nước biển ở đây sao nhìn nó không được trong hay chút? Trong mé rồi. Mé hả? Dòm xanh. Cái này mình căng được cái nhiêu? Kiếm 15 ngàn. Này, một bao này là bao nhiêu ký vậy? Cái này chắc cả 4. Nó nhiều vậy luôn á, mò là dính hả? Nằm chỗ cũng không có. Chỗ không có à? Không đàn nó mò quá. À, nó mò nhiều. Nè, công việc chính của chú hả? Không có. Cái này qua mùa. Mùa ha. Chú làm ruộng tới mùa đi mò ha, kiếm thêm ha. À mình mang cái bao này là cho nó đừng có bị đứt chân ha. Ba con nhum bị thương. Nhum á. Ủa mà dưới này chỉ có con dòm xanh này thôi chứ không có con gì khác. Có sò. Hào cũng có nữa. Có sò. Rồi hôm đây có nè mà cào hết rồi. Cào. Đây đại sò hổm nhiều lắm mà còn nhỏ. Vậy là ở khu biển này ai có sức thì đi mò thôi chứ không có cấm nghe ha. Không của riêng ai. Dạ. Bao này cũng được ngày công rồi nè. Bao này là sống được ngày công rồi. Chú lắm củ gì đây rồi, chú có mà nếu mà thay gì đó. Đổ chú buổi 200 ngàn là quá. Về bữa nay mình trúng mánh rồi, một bao này 500 ngàn rồi. Cái mùa dầm xanh này được bao lâu chú? Nó tới Động Nam nó hết rồi. Yeah. Nó, cái số dưới chân nó sống quánh vô lại vậy. Dạ. Còn số ở trên mà Động Nam nó có sống đâu mò được đâu. Động Nam là tháng mấy? Còn
tháng 4. Tháng 4, vậy giờ từ đây tới tháng nữa ha. Tháng 3 âm lịch rồi. Tháng 3 có 5 buổi là nó cũng bớt rồi. Dạ. Nó tới mùa, là qua tháng 2 mới có mà nó còn nhỏ. Dạ. Mà đâu phải năm nào cũng có đâu. Dạ. Mỗi lần đâu có đâu, mỗi lần theo giờ mắm nè mới có ra chai. Ủa cái này là mình phơi cá cơm mới con. Ừ, cá cơm ngon ngon không nè? Lấy cơm cát. Cơm cát hả? Ừ. Là loại nhỏ hay là bự? Này là bự nè. À còn có loại nhỏ hơn. Cái loại nhỏ vậy là. Quá trời nắng, nắng này phơi chắc đặng nắng thôi cô. Ừ, đặng nắng rồi. Quá trời cá cơm luôn. Đây là loại cá bự. Kiên Giang đâu nữa? Dạ con Kiên Giang. Cá này là cá cơm cát hả cô? Cơm cát. Cơm cát. Như đây là nhiều lắm à. Ừ. Phơi mấy nắng là mới vô? Phơi sáng ra thôi. Là nửa ngày là vô bao rồi là lụm ha. Đúng rồi. Dạ. Ủa cô cái bàn tay Phật là đi ghê ngoài sao? Dạ. Dạ. Cái đó con ủa cái đó là mới có là con dạ. Có lâu con không biết. Nhìn ngon á. Cá này mình nấu canh hả con? Để nó biết làm gì giờ. Cái này nó mua sò mỡ rồi. Sò mỡ hả? Mỡ cá ngon là cá trong này. Cái nấu canh là có bô cá rút cá nhân lên. Rút mình nấu canh. À, cá này là mình kho được không? Được. Cá này chỉ là xào mỡ rồi này kia là chiên rồi là mấy là làm giỏi rồi nè. À. Giỏi ha. Ủa rồi mắc lựa ra gì hết con? Không lựa được không? Không lựa thì nó rẻ. Lựa. Mình bán chỗ chủ nó ta lựa ơn ta. À, lựa ra cho đều đẹp á. Ở miền Tây nhà lúc này khô hạn nắng quá phơi cá cũng mau hết cô. Chắc ở tới ngoài ha sao hả? Dạ. Giờ mưa thì giống như là rồi bắt trắng. Mưa là mình không có làm được năng suất cao ha. Đúng rồi. Bữa thì nó ăn lên, không có mưa thì có ăn còn. Dạ thưa cô chú và các bạn. Đây là một con sông ở gần Hòn Đá Bạc cô chú. Con sông này từ cửa biển đi vào và đi thẳng vào trong Tràng Nhân Thờ luôn cô chú. Và hiện tại con sông này đã khô, không còn bao nhiêu nước hết. Ngày xưa là mực nước tới mí này cô chú. Nhưng bây giờ con sông khô. À, chiếc ghe phía dưới là neo ở đó luôn rồi. Bên kia là chiếc ghe đã mắc cạn. Nắng hạn kéo dài liên tục. À, gây thiệt hại rất là lớn và cảnh khổ người dân ở Cà Mau cô chú. Ủa nắng này là lâu lắm hả chú? Lâu dữ rồi cưng ơi. Lâu ha. Ờ, từ tháng 12, tháng Giêng, tháng 11 tới giờ. Cái sông này là cạn phải không? Đúng rồi cạn. Cạn hồi xưa là tới mấy này ha. Nước hả? Dạ. Nước tới đây. Ồ, hồi xưa tới đây. Bây giờ cái lòng sông còn chút xíu luôn à. Giờ chắc còn chỗ này chắc chừng 2, chắc 3 tới. Ở bữa trước con có thấy là đăng lên mạng là cái nước bên mấy bên kia là màu đỏ là đó giờ có không chú? Có đâu, bên kia là nước mặn mà, bên đó nước mặn mà. À, nước mặn ha. Bên này nước ngọt. Mà bên đó con đang đi thấy màu nước biển mà màu đỏ. À không có, ở cái mé này là biết sao cái cống này nó kiểu mà nó ba nó dựa dụng nó thải ra rồi nước nó không lấy nó thoát ra. Đúng rồi. Nó mới vô mà tới mùa nước lớn nó sổ cống nó sạch hết trơn à. À dạ bình thường ha. À, bình thường. Biết sao đợt này kiểu là nước nó không có mở cống á. Dạ. Nước lớn nó ép vô đây cái nước cứ gầm gầm ra rồi nước ở dưới. Nó dạ. Bình thường mấy năm trước là có khô như vậy không? 3 năm về trước, 3 năm trước có khô, cứ khô vậy nè. Giờ 3 năm sau trở lại. Năm thìn bão lụt mà, năm nay năm thìn khô hạn. Đúng rồi, năm thìn. Dạ. Thế 3 năm trước, 3 năm trước cũng có khô vậy nè. Dạ. Ở đây là nắng rất là nắng luôn, nắng cháy rồi, da, nắng cháy thịt. Này em ở đâu? Dạ con ở Kiên Giang xuống. Dạ.
Đi vòng vòng đây thấy mấy lộ ở trong Trần Văn Thời sụp hết trơn luôn. Trời, khúc này không sụp, cái khúc mà dưới Thời Hưng nó sụp dưới nhiều. Sụp nhiều luôn. Ờ, dưới Hưng sụp nhóc hết chứ. Đâu chú nó gọi cái gì Hưng? Cái gì Hưng? Ở ấp Thời Hưng á. Thời Hưng. Thời Hưng. Thời Hưng. Thời Hưng sụp nặng luôn. Sụp nhiều. Do là nước không còn nước nữa, cho nên đất nó bị lún xuống. Đúng rồi. Nó không có chân để giữ. Nó bây giờ mùa này nó sa ở thật, nó mưa sập xuôi nó sập nhiều á. Mưa là sập nữa hả? Ờ, biết sao mưa, nó mưa xuống cái đầu mà nó chạy theo cái đường nó nẻ á. Dạ. Bắt đầu nó từ từ nó chui xuống. Dạ, khô sập mà mưa là sập dữ nữa. Đúng rồi, mưa bây giờ mà vô đầu mùa mưa nó sập cái gì. Rồi kiểu này là chuẩn bị rồi, tới mùa mưa là khỏi đi. Thì nằm có tháng 4, tháng 5 thì nó mưa rồi. Ủa, con thấy sao bữa nay con đi xuống Hòn Đá Bạc thấy vắng hay chút? Ừ, Hòn Đá Bạc giờ đợt này con chỉ có ngày lễ như động với chủ nhật đi ít, chứ còn ngày thường cũng ít, chứ ngày Tết chứ ngày thường cũng ít, không có nhiều đâu. Tức là ở đây là một địa điểm chỉ có ngày lễ mới có nhiều khách du lịch thôi ha. Đúng rồi, ngày lễ thì ba ngày Tết. Ủa, con nghe nói ngoài kia có cái bàn tay Phật. Có. Mà cái đó là tự nhiên hay là... Tự nhiên chứ. Năm con coi hình là năm ngón. Nó ở phía góc ngoài á. Là bây giờ nước giật rồi, bữa trước con coi cái clip mà anh em quay lên là thấy rõ luôn. Đâu có, bây giờ nó nằm ở trên cái tảng đá, nằm ở thoi noi ngoài mà. À, nhìn thấy rõ luôn á, không có nước á. Mình ra, mình lên tới luôn mà. Dạ. Cái đó là có người ta có thờ cúng gì đó không? Chỗ đấy thì không có thờ cúng, có thờ chỗ mà bàn chân tiên rồi thì có thờ. À. Chỗ bàn chân tiên thì nên có tượng đài, tượng đụng nằm đó đó. À, là xuất hiện có bàn tay Phật tự nhiên ha. Ừ. Nếu cái tảng đá chia thành năm ngón thì nằm xuôi xuôi vậy. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Ở ngay cái đầu ngoài. Dạ. Con nghe nói ở trong nó có cái bàn tay Phật đó không bà? Có bàn thờ trong. Mà lúc này nước giật là thấy rõ không? Nghe nói người ta dù đó là ta thắp nhang rồi ta cầu ta cũng linh đúng không? Nhang ta lại được cầu mà táp cho bằng ăn được á. À, là linh ứng linh nghiệm không? Là bà chứ không phải ông hả? Đừng bà. Bàn tay đàn bà. À, cái đó lâu chưa cô? Cũng lâu rồi. Hồi mới mới ấy hả? Cái này cũng lâu lâu. Nè, bà bán bánh cam ngay cổng của khu du lịch luôn, vô Hòn. Thì cô chú anh chị các bạn có đi đây ủng hộ bà vài cái bánh cam. Nhưng con giờ con mua trước 10.000 đi, con gửi bà. Xíu về con lấy bánh cam 10.000 mấy cái bà? 10.000 ba cái. Dạ. Cho tiền. Cảm ơn. Cái con cá. Lỡ con quên. Lỡ là con dạ. Quên. Có gì đâu. Có 10.000 mà có gì đâu. Con biết bà sẽ không quên. Chỉ là cái vô đó rồi... Ờ, con đi núi trò dạ. Chơi. Trò chơi chấm nhất luôn. À, bà rồi lăng ông, có lăng ông chồng. Có lăng ông. Có lăng ông rồi thật bà rồi đi lên trển nữa có Tài Thiên. Có Tài Thiên luôn à? Có Tài Thiên luôn. Tài Thiên gần khu gì ấy. Con đi trển là con gặp đủ thứ. Như mình cầu duyên hay cầu màng ăn, mình vô mình cầu cái gì cũng được. Mình giái cái bàn tay của bà. Cái đó là sao biết bàn tay của bà vậy bà? Không biết nữa, người ta biết á, người ta nói. Thầy lúc mà nước còn lên á là chỉ thấy ở trên bệnh đầu ngón tay thôi. Ừ. Bây giờ là thấy rõ luôn rồi. Ừ. Bây giờ thấy bả luôn. Thấy bả luôn à? Ừ. Bả đứng chỗ. Bả đứng chổng. Đứng chỗ. Đứng chổng á rồi. Người ta ở đây nè, người ta đi chổng á, người ta lại bả đồ này kia đó. Dạ. Mặn ăn đồ đó. Là được lắm ha. Được lắm. Lại bả đồ mặn ăn được. Bà có vô có vô chổng hoài à? Vô xin buôn bán không được. Có. Mày bay phiên. Con ở đâu xuống đây vậy? Thì con ở Kiên Giang. Kiên Giang chảnh hả? Dạ. Ủa lúc này con thấy hơi vắng hả mà. Rồi bà bán được không? Được. Cũng lay gai hả? Ừ. Lay gai người ta đi. Dạ con gửi đi. Rồi xíu con ra con nhớ rồi con lấy. Mà con quên thì bà kêu nha. Mày quên. Dạ rồi, con cảm ơn bà. Để con vô xem cái bàn tay Phật. Con đi chổng xem đi. Ờ, đi xe này nè, xe đập điện người 40.000 bạn đi bạn về luôn. Dạ, còn Tài Thiên là sao? Tài Thiên gần đó luôn. Tài Thiên gần. Gần. Ờ, khốn có cái chùa cái miễu đấy cái Phật bà đâu chổng tầm lưng mới chổng. Mày đi gác đi cho giữ nè. Dạ. Đi không mệt, mày gác đi. Lên dạ. Tháp đồ này kia đó. Có đủ hết trơn à? Dạ có người ta chở không? Có, ta đi đông lắm.
xe nè, xe anh ta xuống nè, mà thứ bảy chủ nhật mới có khách nè, còn nhiều lại lai gai lai gai. Dạ rồi, rồi con cảm ơn bà nha. Nè, xe đó là xe chạy 40.000 chạy vô tới Hòn ha. Tới Hòn luôn. Rồi con mặn con đi núi, đi non đồ này kia đó, người ta đứng nhóc hết. Dạ. Rồi, chúc bà hôm nay bán mau hết về sớm. Tao về sớm tao quên 10.000 mày rồi anh sao? Dạ không có gì đâu. Rồi thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại Út Long miền Tây, em đang tiến ra ngoài Hòn Đá Bạc. Đây có hai cái hòn. Phía trước cô chú anh chị thấy là hình ảnh con rồng rất là đẹp ở Hòn Đá Bạc, và bên kia là có ba chú voi. Con rồng ở Hòn Đá Bạc xây dựng cũng rất là lâu, nhưng mà tương ứng với năm nay là năm Thìn luôn cô chú. Nước biển hiện tại thì đang ròng xuống và lồi những cái tảng đá lên. Chú anh chị có thể xem rõ hình ảnh con rồng ở Hòn Đá Bạc rất là to lớn, là một cái cổng chào chui dưới bụng rồng cô chú. Đây là cái móng vuốt của rồng điêu khắc rất là tinh xảo. Đây là hai con rồng. Rồng này là rồng phun lửa cô chú, cho nên là năm nay ứng với năm Thìn rồng lửa chứ không phải là năm Thìn bảo lục nữa. Bởi vì miền Tây hiện tại nắng nóng kỷ lục từ trước đến nay, nhiều tỉnh miền Tây khan hiếm nước sinh hoạt và dòng sông khu cạn nước, lộ làng sụp lún, không thể di chuyển bằng xe được. Nhà cửa cặp mé sông là bị sụp rất là nhiều luôn, dài từ Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, Long An. Còn trên Hà Nội thì xảy ra mưa đá. Năm nay là bà con lâm vào cảnh khổ rất là nhiều cô chú. Như cô chú chỉ thấy rồng phun lửa chứ không phải là rồng phun nước nha. Giờ này là 11, 12 giờ trưa cô chú, cho nên là khách du lịch cũng thưa dần. Như Út Long có tìm hiểu thì buổi sáng thì cũng đông cô chú anh chị lại đây, thì có những cô chú đi câu ngoài kia trên giỏ. Nước ở đây màu xanh, không có màu, không có màu đỏ đỏ như ở trong kia cô chú. Rất là nhiều mấy anh mấy bạn thích câu cá lại đây đi câu cá biển. Ủa, nắng này mà thật bây giờ xuống biển mát lắm cô chú. Wow. Giờ này nước rồng lòi những cái con mà con hào bám trên những hòn đá nè. Wow, rất là đẹp nha, rất là nhiều màu sắc luôn cô chú. Wow, nguyên một bãi luôn, rất là đã. Đây nguyên một bãi luôn. Hiện tại em đang ở trên lăng ông cô chú ở Hòn Đá Bạc, muốn đi qua tới cái chỗ bàn tay Phật, bàn tay đá là phải đi qua lên lăng ông rồi đi xuống mấy cái đường đi. Thì ở đây là nắng khô, mấy cây trên này là cháy lá rồi cô chú. Cô chú nhìn xem, cây này thiếu nước trầm trọng luôn. Lên đây thì cây cối rất là nhiều, cho nên là cũng rất là mát luôn cô chú. Ở đây mùa khô cho nên cô chú lại đây là
hạn chế hút thuốc để tránh tình trạng xảy ra hỏa hoạn. À, đáng tiếc không nên có cô chú. Bên đó là rất là nhiều cây khô, cành khô bỏ nhánh rụng xuống. Và bây giờ em sẽ đi xuống để tới bàn tay Phật. Đây là lăng ông. Đây cô chú. Thì ở trong này là có bộ xương của cá ông. Từ ngày xưa từng cứu rất là nhiều ngư dân khi ra biển và độ cho ngư dân cũng như người dân đánh bắt rất là thuận lợi. Và hiện tại bây giờ người ta vẫn còn thờ bộ xương của ông ở trong kia. Giờ quay về chủ đề chính là em sẽ đi khám phá cũng như ghi hình lại bàn tay Phật đó cô chú, cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Ở đây có một cái tượng Phật mà cô chú. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho con ghi hình lại nha. YouTube à? Tượng Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cho con xin phép con ghi hình chia sẻ cảnh ở đây cho bà con cô bác ở gần xa biết cảnh đẹp ở tận cùng, nơi tận cùng tổ quốc của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đó là hòn đá bạc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Khi trở về đây thì em có một cảm giác rất là bình yên và cảm thấy nơi đây thật là thoải mái. Thì nghe tiếng biển đánh xung xao nè, rồi gió thổi vi vu rất là mát luôn cô chú. Trước mặt cô chú anh chị đây là bàn tay Phật các bạn cô chú. Ngày xưa là chỉ lộ ở trên phần đỉnh này thôi, bây giờ hạn hán nước giật khá là nhiều, lộ hết ra luôn rồi, thấy rõ nguyên cái bàn tay. Như đây là có một cái chia ra một cái khe giống như cái đốt ngón tay của chú. Bà con ở đây, bà con khắp nơi về có gì đây, thắng cầu ở trong này là có u nặng lên của chú. Đây nhà một ngón tay cái nè, và trên này là bốn ngón tay. Dạ, cho con xin phép con ghi hình. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Đây nè cô chú. Cô chú anh chị có thể thấy rõ luôn. Rất là kỳ diệu, hoàn toàn là tự nhiên và thiên nhiên tạo ra, và có rất là nhiều loài động và chia sẻ với nhau rằng là rất là linh thiêng. Dạ, khi đến đây, dạ Nam Mô Di Đà Phật, nên cô chú có thể thấy rất là rõ luôn, như một cái lòng bàn tay của chú. Dạ, con nguyện cầu cho năm nay
cuộc sống của dân miền Tây cũng như cả nước Việt Nam mình là bớt khổ và mau thoát khỏi cảnh chịu hạn hán và khô hạn, thời tiết nóng và thiên tai như thế này. Cầu cho dân chúng an lành và hạnh phúc, cuộc sống ấm no. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Nên cô chú có thể chiêm ngưỡng y như một cái bàn tay của mình luôn. Bàn tay của mình để làm sao là y như vậy, như một bàn tay phải hướng này à cô chú. Cô chú thấy có giống không? Cô chú nhìn kỹ sẽ thấy rất là giống luôn. Đó, như em sẽ làm mẫu cho cô chú và các bạn xem đó. Cái mí vàng vàng là lúc trước là nước biển còn cao quá cô chú. Bây giờ nước biển rút xuống rồi, nước gồng xuống là mình thấy rõ nguyên cái bàn tay luôn. Rất là linh thiêng. Còn ở ngoài kia là biển khơi bao la. Một cái bờ biển rất là đẹp. Của một cái hòn đá bạc ở quê hương mình. Nhìn hướng nào cũng ra được cái bàn tay hết cô chú. Đây là ngón út nè, ngón danh nè, ngón giữa nè, ngón trỏ nè, và ngón cái xếp lại vào trong. Và cái mu bàn tay nhô ra luôn, không thể nào chối cãi được cô chú. Thì có rất nhiều bạn trẻ cũng hiếu kỳ đến đây như tham quan và du lịch nơi đây vào những mùa hè nóng bức. Thì các bạn trẻ ra đây câu cá cũng khá là đông. Dạ rồi, thì không để mất thời gian của cô chú và các bạn, em sẽ xin phép trở về huyện Trần Văn Thời chia sẻ và ghi hình lại những nơi mà sụp lúng, sụp lộ và khô cạn mới nhất đến cô chú anh chị và các bạn. Nay mình đang đi xe điện chở ga các bạn. Đây là đi ra đi vô 40 mà đi vô không là 20. Đây là một con sông ở một tuyến đường trở về thị trấn Trần Văn Thời. Và ở đây là khô cạn rất là lâu rồi. Như cô chú ở đây là đem cải với rau muống là trồng ở dưới mé sông cô chú. Dưới này dưới sông luôn, dưới lòng sông chứ không còn mé sông nữa. Dưới này mình đang đứng là trước kia là lòng sông nè. Bây giờ là cô chú đem cải xạ đây luôn. Nắng quá cũng không được tốt cho mấy ha. Có rau muống tốt nè, độc lạ miền Tây cô chú. Bây giờ trồng cải với rau muống là trồng dưới sông luôn. Rau muống rất là non nha, rau muống tốt ạ. Cộng là con thấy Unu. Giờ trồng rau là dưới sông luôn, không còn trên bờ nữa. Có cá không với mấy em? Có cá luôn hả? Ủa ở đây giờ trồng rau ở dưới sông luôn. Dạ. Khô lâu chưa cưng? Dạ, cô cũng nửa tháng như thế này. Nửa tháng hả? Dạ. Ở này đi chạy dưới này đi được luôn nè, khô cứng ngắc rồi. Dạ. Không, nó vẫn còn lúng nữa nè. Vẫn còn lúng ha. Này mình nhấp cá lóc hả? Dạ, muốn nhấp bé không à. Quá khô rồi, nguyên cái con kênh này ở đây mình gọi là cái gì cưng? Cơ năm à? Cơ năm. Dạ. Kinh cơ năm gần Trần Văn Thời. Cái này à, chạy qua bên kia quẹo Trần Văn Thời. Sao
Cái bây giờ tôi giờ tôi không có một mưa gặp mưa nào nha. Gì dữ vậy chú? Trời ơi. Rồi bây giờ lại mở nước thì ra coi đi con bị sợ. Mở nước lâu lắm cái nước nó mới chảy. Nước mà nghe, còn không tên nước. Hai giờ đêm mở nó mới sử dụng nước được. Cái giặt đồ băng đi luôn nè, cái hoa nè. Nhắc mày mở nước có đâu. Bây giờ nước có đâu? Còn đỡ hơn ở trên Long An. Long An bây giờ là đi viện chợ rồi. Dạ đúng rồi. Nó viện trợ lại cho người dân á. Có ông kia ông chia sẻ là ông nói cũng đi ẻ mà. Đi ẻ. Sáng cái má chạy ẻ mà có nói chuyện đến ba cao bờ đó. Đó là ở đây bây giờ nhấp phê nó bắt đầu chạy nước rồi đó. Tôi thấy cái lộ nước công nó nứt tét. Ở như gì nó nứt gì rồi có nguy hiểm lắm ông ta, tại vì nguyên cái lộ nhựa mà nứt bự quá, nứt vô sâu trong này luôn. Nó sập cái cơn năm ngoái là nó sập dữ trời luôn, năm nay là nó đỡ rồi, năm ngoái là cơn nó sập nó gãy từng đoạn. Rồi con có nghe như hồi nãy chú kia ông nói nếu mà tình trạng sập này mưa xuống là sập nữa. Đúng rồi. Mưa xuống ha, ví dụ như mà mưa nhanh á thì nước dâng cao là không bao giờ bị sập. Còn như mưa chụp chỉnh là cái có nghĩa là nước ở dưới sông này là nó không có nở được, nó ép được trong cái bờ, hiểu không? Là nó sẽ sập liền. Phải mưa, phải mưa lớn mà mưa nhiều, đặng nó mới có cái lượng nước nó mới ép vô. Vậy là không chỉ Trần Văn Thời mà ở kênh Năm. Ở đây là Trần Văn Thời mà ấp kênh Năm A. Ấp giảm Trần Văn Thời ha. Ở đây ấp huyện Trần Văn Thời, xã Khánh Bình Tây. Như cái theo cái dòng lộ này là phía trước nè, nó găng găng hết nè, chỗ này găng ít nè. Quá trời miền Tây năm nay là cuộc sống hơi khốn đốn rồi. Giờ cái kiểu này rồi đó. Bỏ mà nó lên nó được kìa, nó khô eo kinh phép kìa đó. Bỏ lá chè cái cây mà ngoài đồng ngoài ruộng đó. Trời. Cái cây nó rơm giãn mà lúc nào cũng sắp nước rồi giờ nó vậy đó. Ở đây là không bây giờ nó không cho vô đó, xe là ví dụ như nhận chuyển lúa đầu này kia là nó không cho đi xe bốn bánh bự nữa. Mà nó cho đi xe con lòi. Nắng nóng nó lòi ra ngoài cái lỗ mà có vụ chơi quải lỗ mà lỗ bự mà mãi nó mới cho là lên lúa tấn ở đó. Nhưng bây giờ hết mùa lúa bây giờ nó cũng chở gì nặng hết trơn này chứ. Lúa đâu chở bên sao bên cho tôi lúa mình bỏ chịu. Nó đâu mà cắt điện nó vô nó sập sao. Hồi nãy nó chở lúa hết nó chở dẫn xuống nghĩa trang. Là đặt là mùa lúa là nó đâu cho vô đâu là nó lội xe con. Nó lội ra ngoài cái lộ tiếng đường lớn. Không nghe cái đó là gọi là công đoàn đúng không? Đúng rồi, nó đi là công đoàn, nó chở công đoàn. Nãy con chạy hết cái tuyến đường này con thấy sập hết trơn rồi. Găng hết rồi. Găng hết rồi cưng. Nó cây ngập nước mặn mà mãi nó gom lại nó đốt hết trơn rồi. Nó có mà nứt thôi. Mà từ đập nước mặn mà qua ngăn nước ngọt là cưng thấy là cái lỗ lúc nào nó cũng phải từ xa là nó hở bao nhiêu vậy. Đôi khi mình đi đường mình sợ chứ. Ché đi là chứ sợ thiệt luôn á. Mấy bữa nay ngồi trong nhà chịu nổi không bà? Nắng chết luôn. Nắng chết. Bữa nay sao thầy biết nhẹ nó mát nè. Bữa nãy hơi nhẹ nhẹ đó, nhưng mà bữa trời ơi nắng quá trời luôn. Cái nhà chết là 7 cây quạt gió phải không? Mở hết 7 cây. Bây giờ mới mát chứ mới tắt cây quạt gió. Rồi rồi, tiền điện tháng này mình nhiêu ta? Ủa chế bình thường là chế xài 700 mấy tháng này chế xài gần 900 ngàn. Nó lên gì đó lên cái khoảng 200 ngàn. Nó nóng chừng nào quạt không chừng thấy. Nói chung nắng là nó hao phí điện thêm nữa. Không quạt thì chịu không nổi. Tới chăn nuôi heo rồi chứ phải xài, mở quạt gió là cho heo luôn á, cái quạt mà. Vậy là bây giờ ở Cà Mau mình nhập mua tưa nào mà yếu là coi như thiếu nước rồi. Bởi vậy. Cái mua tưa chế bên đây á thì chế xài được 3 ngày. Còn con nhỏ em có chế cắt bên đây này hen là nó mở ghi mà nó mở toàn ban đêm nó xài được thôi. Nên cái nguồn nước hay là cái mặt nước hay điện thì chứ không biết. Mà có chế thì mở được 3 ngày mà có yếu hơn bình thường. Mà nó lâu chảy lắm. Lâu. Vậy là mình phải tích trữ nước. Đúng rồi. Bỏ nước dưới cầu dưới khuya. Ở đây là chế hứng cho khuya không à? Dưới khuya hứng. Với lại mình cũng xài tiết kiệm lại. Đúng rồi. Dạ dạ. Khuya cho khuya là ra hứng lấy đồ hứng ra đây hết. Cũng tội nghiệp cho mấy cô chú. Cái nào? Mỗi lần thì có nước ban ngày, bây giờ không biết nó làm gì, có khi ban ngày có nước có khi không. Cái vô giặt đồ chứ mới lọc nước lại chứ là xài vậy. Còn ví dụ như sinh hoạt hàng ngày thì cứ xài nước của bông tên. Là nước máy không? Nước máy lúc này cũng bị thiếu ha. Thiếu đúng rồi Tinh. Hồi lúc mà trước Tết hen là Tinh thấy thiếu là thiếu trầm trọng luôn. Ban ngày là không có một giọt nào, là chỉ có 10 giờ đêm trở lên tới 4 giờ sáng mới có thôi. Ừ, vậy nhà nước sạch nó xuống nhỉ chứ đâu có xuống mạnh. Dạ. Ủa bữa trước em có nghe cháy gừng cháy dữ lắm không? Cưng, cái này nè, đây với khoảng cỡ ở đây mình nhìn thấy khói không? Trời thấy chứ cưng. Ồ, thấy khuẩn khuẩn luôn. Hồi bữa đó giác này tao nó lên mịt mù. Ủa đứng đây mà thấy luôn hả? Trời thấy luôn. Trời. Bữa nó lên mịt mù nó quợn lên như mây mình vậy luôn nè, nó quợn mù mờ như nè. Trời ơi. Bữa nay còn ở trực. Thế là tivi nó chỉ quay cái cảnh đó thôi. Sương thôi, nhìn coi thôi. Ở đây còn trực chứ.
Vì là ghê, ở đây mà thấy luôn là dữ dằn ha. Quá trời, năm nay năm thìn bão lụt. Đúng rồi, bão lụt đó không thấy chứ thấy là nắng hạn hay. Dạ, con gồng mà gồng lửa. Gồng là gồng lửa à. Trong hòn đó bạn. Nó bạc rồi á, đi hòn coi. Dạ, ở trong hòn là gồng lửa mà. Rồi, cảm ơn cô chia sẻ nha. Rồi, về đây chế đi. Quá khổ cho người dân miền Tây rồi. Cà Mau. Cải mà trồng dưới sông là thương hiểu đó. Cà Mau, Kiên Giang còn đỡ có nước xài. Còn ở đây là dạ. Đây nói chung còn nước xài nhưng mà nó vậy đó. Nhưng mà trên Long An giờ khô hết luôn rồi. Khô luôn rồi hết ngày rồi sao? Thì người ta mới đi viện trợ đó chú. Các con sông ở Tràng Giang Thời hiện tại đã khô và còn rất là ít nước. Và như trên dòng sông này, cô chú và các bạn có thể thấy là rất là nhiều bông lục bình đã trổ, khung cảnh rất là đẹp cô chú. Chỉ có ở miền Tây mới thấy được những cái cảnh này, lục bình đồng loạt trổ bông, một màu tím vô cùng là đẹp và sặc sỡ giữa con sông đang khô cạn. Ở đây là rất là nhiều nhà dân, người ta đã cưa những cái cây cổ thụ, những cây lớn, cưa bớt nhánh để cho bớt là trì cái lỗ xuống cả nhà, cô chú các bạn, để cho giảm bớt cho sụp lún. Như cái cây kia cũng đã cưa rồi kìa cô chú. Cái cầu này là sập hết phân nửa một bên, còn phân nửa còn lại là gào và chừa một ít xe có thể qua lại lưu thông. Lưu thông đỡ. Mé bên đây là chài xuống sông cô chú. Mặc dù là có những cái cây nọc bằng dừa để làm gầu trắng nhưng mà vẫn không thoát khỏi cảnh sụp lún ở đây. Mé bên đây là hỏng chân luôn rồi nè. Cái này là rất là nguy hiểm cho xe lưu thông. Và hiện tại là chỉ có xe máy và xe đạp đi bộ mới qua được, còn ô tô là không được phép qua cô chú, đã có biển cấm luôn rồi. Cầu này sụp lâu chưa vậy bà? Nhà. Ủa quá trời cầu. Ở đây nó găng cái vết này nứt luôn nè. Cảnh khổ mùa hạn năm nay rất là khắc nghiệt cô chú. Cái chân cầu này là chắc chắn lắm luôn nè mà vẫn không chịu nổi. Cái này rất nguy hiểm luôn. Là ở trên cô là chỗ nào cô? Ở kênh mới sụp nữa hả? Sụp muốn hết luôn. Rồi cái cầu này là sụp lâu rồi, ha. Ở bên này sụp lâu, phía bển mới hay gì, mới sụp biển dạt cái. Cầu xây móng kiên cố gì mà còn sụp nữa. Cầu làm đẹp quá rồi sụp. Dạ. Quá trời khô không có nước á, rồi đất nó bị hụt chân á. Đó bị đất ướt. Dạ. Cái này là cái vết sụp mới nè cô chú. Rồi bữa trước em vô bữa trước em đi cái đường này đâu có sập cỡ này đâu, sập xuống cả 1m mấy 2m luôn, xuống cả 2m là mấy miếng đan này đổ xuống hết, đan cũng dày cô chú. Giờ xe phải đi mượn nhờ đường của người dân đi mé trong này. Sụp nhiều lắm á chú. Quá nguy hiểm. Nguyên cái miếng đan này vậy mà hộp xuống luôn. Dạ chú. Quá trời sụp rồi. Quá trời luôn. Dạ.
cái miếng đan bên đó là có nguy cơ là sập xuống luôn cô chú. Nó có gần cái lằn. Ở đây có những cái miếng đất còn lại. Nguyên cái khúc này trải dài là 40 thước luôn nha. 40-50 thước luôn á. Là sập xuống hết. Đây là những cái gì mới á, mới sụp. Những cái xác không chịu nổi luôn. Cảnh khổ, khổ lại chồng khổ. Đây, cô chú thấy nguyên một bề đất. Nguyên bờ chuối luôn, đi thẳng xuống sông. Chưa đầy 500 thước lại sập nữa cô chú. Chưa đầy 200 thước chứ. Ở đây sập nặng hơn nè. Ủa cái đường này không đi được hả anh? À, vẫn đi được cô chú. Em thấy một cái dấu bánh xe đi ở phía dưới nè. Chịu khó đi ở phía dưới. Sụp tan hoang luôn. Khúc này là sụp cỡ 5-60 thước luôn nè. Dài lại tới chiếc xe đỏ thằng kia luôn. Cũng y chang những cái vết sụp trước là do đất sụp xuống. Không có độ chịu. Do khô hạn quá, không còn nước đó chú. Chú thử xem. Cái này sập hồi nào chú? Sập cả tuần hả? Cái chỗ này con thấy là nguy hiểm nè. Không có gì chân nè. Cái chỗ này là bỗng toát luôn rồi nè. Cái lúc sập mình nghe lớn không? Không có nghe ha. Quá trời nguy hiểm rồi. Hên là cái nền nhà của mình là còn tới mía. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm đó chú. À gào lại ha. Ở đây cũng sập luôn nè. Giờ mưa xuống là tuôn ha. Rồi giờ chú dám ở trong nhà này không? Dám ở đây không? Nhà đây ở đây bình thường đâu vậy mà đâu ai ở đây. Cái tiệm con nhỏ con à, bé ở ở trong hơn là cái tiệm. Ờ cái tiệm đâu ở đây. Giờ xe là phải chạy xuống mé này. Ở tên ở đâu? Dạ ở Kiên Giang. Đi ngang quay chơi vậy. Dạ. Sụp xa lắm, khúc từ khúc này tới dài đằng kia là 5-60 thước. Dạ. Ở đây nè cô chú. Đi hết một miếng đan xuống luôn. Bây giờ xe phải chạy đỡ qua nhưng mà rất là nguy hiểm. Thì cảnh khổ hạn hán năm nay. Năm thìn hạn hán. Bữa trước con vô khúc đường này đâu có thấy chỗ này sụp đâu. Chỗ này em cứu quá à, chỗ này không có dấu hiệu. Là không có dấu hiệu trước luôn. Mấy chỗ kia là có dấu hiệu đó. Nó mới dấu hiệu là nó nứt mà nó bây giờ mà nó không sập. Nó hở ra mà nó không sập. Mấy chỗ dấu hiệu đó ta cầm cây á, ta dấu hiệu ta biết lâu nó bọng luôn á mà nó không sập. Còn đây là không có thấy gì chứ mà nó sập. Đi từng miếng xuống luôn. Nó sập cái chạy nổi đất nó quay sông lên luôn rồi. Sình nó chào lú đất lên luôn. À là sập cái này là đất sình ở dưới chân nó chào ra ngoài kia luôn. Đó, nó chào ra ngoài đó. Nó chào nó nổi sình lên luôn. Cái này cũng khó hiểu ha cô chú. Khó hiểu không? Nó đâu dưới cái lồng ở dưới. Đáng lẽ ở dưới là có sình là nó phải chịu đỡ nó chắc chắn ha. Ờ, sình nó đẩy ở đây nó tuôn ra ngoài luôn. Đất này cũng xốp nè.
con thì chỉ chia sẻ cảnh thiên tai ở miền Tây mình, còn do khô hạn thôi, còn những vấn đề sâu quá con không có bàn tới. Cái này là mình lên YouTube hả? Dạ, thiên tai. Như cái miếng đa này nè, miếng đa này rất là nguy hiểm nè. Miếng đa có nguy cơ là lúc nào không biết lúc nào là nó ấy nè, không nên đi lên nè. Hồi đó mình nghĩ con lộ đâu có sọc rồi làm đâu có sắt bọng gì đâu. Lên đây bảy bước, bảy đây bảy gãy chết. Bởi vì gạo ngang đây lại đâu có cho ai bước cho đó. Nguy hiểm. Rồi, con cảm ơn chú chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Út Long Miền Tây. Đó là một động lực to lớn để góp phần ra những video hay để phục vụ đến cô chú anh chị và các bạn.